Từ từ massage con gà, đó là nước luộc, nước ướp gà thần thánh xuất nguồn từ Cameroon. Đó là quy trình ướp gà chuẩn bị nướng nha. Thằng đã chín quá rồi. Giờ mới kẹp vàng này cái coi. Vậy đổi vị trí đi. Cô chị ướp đây xem bây giờ đi lấy than. Than đã đốt được nóng. Chờ đi lấy cái xẻng cái đã. Cái xẻng bỏ quên trong nhà rồi. Cái xẻng đã được lấy ra từ trong nhà. Thấy không? Nè, cái xì đùa. Để bỏ than vào nước khỏi bị dơ. Quay gà thường lưu đó, ngồi gắt chân
mấy cái da thẻ vàng thôi. Ghét thằng Thánh nè. Ủa thằng nó có đốt cháy đậu ở trên. Con quên mất rồi. Theo những cái đồ hơi to của con gà để nhân viên đem bao về cắt lỏng. Yêu cầu của một nhân viên là mình không muốn khóc đâu, cọc quá, tóc đen gà, không bay nữa, cọc quá nhân viên. Nhân viên tôi dắt cái gỗ ghét luôn cậu. Cái gì vậy? Mày cọc quá, cái ngủ được không? Ok, bác con gì? Ủa cái bánh nào lên nhìn gà hết hấp dẫn rồi. Ngon liền. Để giải cho cái con gà này chiến đầu, mình để ăn nhiều quá là nó cháy cái đồ bút này. Đâu? Chưa. Để giờ ngâm nha mà. Đâu, ngâm sơ nè. Bây giờ chúng để chuẩn bị công tác bày biện con gà đại chiến thì theo chân tôi đi ra sau vườn cắt lá chuối, cây keo. Đây là khu vườn nhà tôi với tất cả những người coi anh trái, anh quả, anh coi, anh thăng, anh hết. Và tôi chỉ chọn một cành chuối thật đẹp nhất. Tôi quyết định tôi chọn cái lá này. Nào muốn biết công thức như thế nào thì cứ cho một bình luận, một like, một share và inbox cho mình nghe. Lưu ý là khi gà này mà nướng nó bắt đầu chín là cảm thấy 97% này nên biết một lớp dầu ăn lên khi giữ độ ấm cho con gà. Đó là bí quyết. Nào làm được thì về nghe. Mỗi chút chị. Chén ớt bột, nếu bạn nào thích ăn gà muối ớt cây một xíu thì món này mình sẽ làm nửa con thôi, bởi vì nhà mình ăn có nửa con là cây.
quay lại đi, chờ đi, chờ đi, chờ đi, quay lại. Ok, ok. Quay lên đây. Các bạn thấy không? Nó lên màu rất là đẹp. Chỉ cần 5 phút nữa thôi là mình đầy mâm rồi. Bia đâu anh em ơi? Thank you.